Đặng Luân xuất hiện trong danh sách sao nam Trung Quốc nổi tiếng ở Nhật Bản. Mới đây tờ Sina đưa tin có nhiều nam minh tinh Trung Quốc lọt vào mắt xanh của các tạp chí Nhật Bản. Danh sách gồm Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Huỳnh Hiểu Minh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Uy Long, Nhậm Gia Luân, Dương Dương, Đặng Luân, Hồ Ca, Trương Chấn và Lý Hiện. Và thật tuyệt vời khi có tên Đặng Luân. Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2022 cái tên Đặng Luân xuất hiện trên tạp chí Nhật Bản. Sau hố ngày 15 tháng 3, Đặng Luân vẫn được yêu mến ở Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới. Hy vọng tôi sẽ được gặp Phượng Hoàng nhiều hơn nữa ở quốc tế. Không thể phủ nhận rằng Đặng Luân vẫn mãi là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất, đẹp trai nhất và được yêu thích nhất trên thế giới này. Dù con đường phía trước có bị cản trở đến đâu, thì Đặng Luân vẫn sẽ luôn tỏa sáng rạng rỡ dù ở bất cứ đâu.